Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đến năm 2025, thành phố có một khu công nghiệp đáp ứng các tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, phát triển tối thiểu 2 khu công nghiệp sinh thái đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng chọn khu công nghiệp Hòa Khánh làm thí điểm chuyển sang mô hình khu công nghiệp sinh thái. Khu công nghiệp sinh thái được hiểu là một cộng đồng kinh doanh gồm các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ chung mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường. Khu công nghiệp sinh thái đòi hỏi đáp ứng đủ 8 tiêu chí liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, đất đai, dịch vụ hạ tầng, diện tích cây xanh, bảo vệ môi trường và pháp luật về lao động. Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn, áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và có cộng sinh doanh nghiệp. Hiện nay trong 5 năm vừa rồi thì chúng tôi đã hỗ trợ được 20 doanh nghiệp thực hiện hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch hơn trong vòng từ năm 2015 đến 2019. Và tiếp tục từ năm nay chúng tôi lại dự kiến, tức là Bộ Kế hoạch Đầu tư và UDO sẽ dự kiến hỗ trợ khu công nghiệp Hòa Khánh thêm 20 doanh nghiệp nữa. Như vậy nếu chúng ta tính trên tổng số thì chúng ta sẽ được một cái lượng doanh nghiệp là đáp ứng đủ cái tiêu chí là 20% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Khánh thực hiện hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn. Hiện khu công nghiệp Hòa Khánh đã đáp ứng được nhiều tiêu chí, đó là cung cấp các dịch vụ cơ bản, có kế hoạch giám sát và bảo vệ môi trường hàng năm, báo cáo môi trường hàng năm công khai trên website, tỷ lệ cây xanh đạt trên 25% diện tích đất sử dụng, kết cấu hạ tầng đảm bảo quy định. Quanh khu công nghiệp có nhà văn hóa công nhân, chung cư giá rẻ, nhà trẻ hỗ trợ người lao động. Khu công nghiệp Hòa Khánh hiện cũng đã có 2 cụm sinh công nghiệp. Thì các doanh nghiệp khi tham gia chương trình này thì cái lợi ích đầu tiên của các doanh nghiệp được là sẽ tiết kiệm được năng lượng khi sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên như là nước, rồi nguyên vật liệu đầu vào. Và khi họ tham gia chương trình này, họ sẽ được những cái chứng chỉ của cái tổ chức quốc tế là tham gia cái chương trình khu vực sinh thái, thì cái sản phẩm của họ sẽ được tham gia nhiều thị trường trên thế giới hơn. Và dần dần cái việc tham gia của họ mà càng ngày nâng lên thì cái rút ngắn cái quy trình sản xuất và tối ưu cái quy trình sản xuất họ, và làm dẫn đến cái trong cái tiết kiệm hơn cái chi phí đầu vào để ra cái sản phẩm cuối cùng. Khu công nghiệp Hòa Khánh là khu công nghiệp lớn nhất tại Đà Nẵng, có diện tích 423 hectare, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Phần lớn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Khánh đã có ý thức hơn trong việc thực hiện các mô hình cũng như giải pháp sản xuất sạch, bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao lợi nhuận, hiệu quả đầu tư. Thành phố Đà Nẵng hay là của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng là rất là quan trọng trong việc vận động các cái doanh nghiệp tham gia vào các cái chương trình của dự án, chương trình về hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch hơn, vận động khuyến khích, rồi nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp. Bởi vì thông thường thì các doanh nghiệp, đấy là thực ra là lợi ích cho của doanh nghiệp, nhưng mà đôi khi do doanh nghiệp còn có rất là nhiều các mối quan tâm khác, hoặc là trong cái vấn đề kinh doanh họ chưa đạt được hiệu quả thì họ chưa quan tâm. Về góc độ quản lý nhà nước của ban quản lý thì ban quản lý đầu tiên sẽ tham mưu cho thành phố bố trí kinh phí để nâng cấp cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan xung quanh nhà máy. Còn về bản thân các doanh nghiệp thì thành phố sẽ hỗ trợ bằng các chính sách tạo điều kiện cho họ được tiếp cận tham gia các chương trình tập huấn, và sẽ kêu gọi các tổ chức quốc tế mà tài trợ cho chương trình này. Nếu được thì sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp khi được tham gia trường này, sẽ được tài trợ một cái khoản kinh phí để cho doanh nghiệp họ tham gia cái bước đầu, nó đỡ bị gánh nặng về kinh phí. Việc phát triển khu công nghiệp theo hướng mô hình khu công nghiệp sinh thái đang trở thành xu thế tất yếu. Mô hình này cũng rất phù hợp với chủ trương phát triển thành phố môi trường của Đà Nẵng. Để thực hiện thuận lợi và đồng bộ hơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện các hướng dẫn cũng như quy chuẩn cần thiết hỗ trợ chuyển đổi và xây dựng mới các khu công nghiệp sinh thái.